Xin mời mọi người ăn cơm với đại hoàng nhé. Đấy, hôm nào cũng phải tầm 11 giờ 11 rưỡi về, xong là phải tự nấu cơm ăn, xong là 12 giờ là vừa. Nhưng mà lúc nào trên mâm ấy thì cũng phải có 1, 2, 3, 4, cả một chấm là 5. Đấy, hôm nay làm được cái bữa rau cải, cái vùng cải này về luộc chấm với lại cái nước mắm. Nước mắm dầm trứng này mọi người, là trứng luộc này. Trứng luộc, cái nước mắm dầm trứng luộc rất là ngon. Đậu phụ ở đây nhá, đậu phụ ở Bắc Quang này họ sẽ làm bằng cái đậu sụn hoặc sụn phì ấy, ở miền Tây, miền núi đất ấy. Thơm lắm, ăn còn nguyên vị mùi đậu phụ, mùi cái hột đậu đấy. Còn đây là thịt ba chỉ này. Nghe thịt ba chỉ là mình cho vào mình xào lên xong mình trưng với lại mắm tép, ăn rất là ngon. Còn đây là cả với cả nén đấy, cả nén cả quả nhá. Xin mời cả nhà ăn cơm trưa nhá. Cái rau cải hơi ngọt ngọt đắng đắng mọi người ạ, thế là ngon. Họ trồng ở cái núi vùng đất trên này, vùng đất trên này họ trồng cái rau cải này ăn rất là ngon nhé. Họ không cho các cái thuốc tăng trọng hay là cái thuốc tăng trưởng thứ nào, ăn ngon. Cái phần lá thì họ để vào làm với dưa, cái ngọn luộc ăn chấm với lại nước mắm dầm của trứng luộc ngon. Xin chào mọi người nhá, xin chào đội ngũ nhá. Mời mọi người ăn cơm. Tuy rằng là một mình thôi nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải đàng hoàng, cái bữa ăn phải đàng hoàng. Ít nhất thì cũng phải có ba bốn món khô bằng món canh. Cả ngày đi làm vất vả rồi mà đến bữa ăn không tự làm cho mình ăn đàng hoàng được, đây là có tội với sức khỏe. Mười mấy năm trời rồi một mình cứ ăn vậy thôi. Mọi người ạ, mời mọi người nhá, mời mọi người ăn cơm, mời mọi người nhá. Tuy rằng một mình nhưng mình rất ít ra quán ấy, thực ra là mình không thích ra quán đấy. Vì ra quán thì ăn nóng không được vừa ý của mình được. Rồi nhà mình tự nấu nó vừa ý hơn. Hai là ra quán xá nhưng buổi trưa này gặp bạn gặp bè đã chén rượu chén bia vào thì nó buổi chiều làm việc thì không thích. Nhưng là nhà cái nóng ăn nó sướng nhất. Xin mời nhá, mời mọi người ăn cơm cùng các bạn nhá. Chào Lê Thùy nhá, Hiền Lê nhá. Xin chào mọi người, mời mọi người ăn cơm trưa. Thi thoảng có người bảo là mình đúng là người đàn ông của năm, bảo một mình không, trước ngày nọ tháng kia năm nọ năm kia một mình thôi, nhưng mà mình về mình lúc nào mình cũng đàng hoàng rồi nấu cơm. Mình tự nấu cơm ăn đấy mọi người ạ, tự nấu cơm ăn thì mình muốn ăn gì thì mình nấu đó. Nó rất là vừa miệng vừa mồm, nên mình ăn lên mình cảm thấy ok. Xin mời Dư Khương Lương nhá, xin mời Rai nhá, xin mời Truyền Thanh nhá. Mời mọi người ăn cơm. Đấy, có ngon không mọi người? Ăn lên đúng ăn có ngon không? Rất là ngon. Ngày nào như ngày nào mình cũng phải 12 giờ, hôm nay là sớm đấy, 12 giờ cơm, có 12 giờ 15 giờ ăn cơm. Đấy. Vất vả.
Bình thường nhá, mình ăn cơm mình ăn tốn rau lắm, ăn rau nhiều hơn ăn thịt. Mình cứ phải một mình hết một đĩa rau luôn mọi người ạ. Luộc nóng hổi lên hoặc là xào luộc mát. Để xong bắt đầu cái nước của nó mình vắt chanh cho mắm và cho mì xính cho súp vào là mình bắt canh, đúng không? Mời mọi người ăn cơm với mình nhé. Tuy rằng là ở một mình thôi nhưng mà lúc nào mình cũng phải đảm bảo bữa ăn mọi người ạ. Đấy, lúc nào mình cũng phải đảm bảo bữa ăn làm sao mà phải đủ có 3-4 món. Như mọi người ấy, họ có vợ có chồng ở tập trung ấy thì hết ra làm việc về ấy, thì làm chồng nấu cơm vợ nhặt rau hoặc là vợ nấu cơm chồng nhặt rau, họ cũng nấu được nhanh lắm, theo một cái là có được bữa cơm ăn chung họ rồi, bữa cơm nóng ăn rồi. Nhưng mà mình thì mình một mình ấy thì về mình cũng vừa tự làm như thế được. Thật ra thì mình chỉ làm khoảng tầm 15 phút 20 phút là được một bữa cơm thôi, không vượt quá đâu. Mình cũng có cơm nóng, canh nóng ăn, chẳng qua là nó sẽ hơi khỏe hơn một chút. Vì đàn ông ở một mình ấy thì nó không giống như là phụ nữ. Phụ nữ ở một mình thì nó sẽ đơn giản hơn. Đấy, chưa hôm qua mình ăn cơm ấy, có một bạn bình luận là mình nhận ra có một bạn bình luận là ăn cơm ấy thì không được gõ vào bát, một kiêng ấy, mà công nhận là mình cũng ngẫm suốt từ hôm qua rồi, mình cũng thấy thật, bởi vì là trước đây mình cũng đã đọc cái điều đấy một lần rồi. Đó, nhưng mà không nhớ ra, và bạn ấy ở trên Thiên Lai lại nhắc với mình, nhưng mà mình lại mình nhớ lâu tận này. Cái đậu ở Hà Giang nhé, cái đậu phụ này, cái đậu phụ Hà Giang người ta cho rất ít những cái phụ gia. Cái chủ yếu đậu nhiều nó ăn thơm, thơm cái mùi đậu nguyên bản của nó. Thơm. Có hôm mình vào trong huyện Hoàng Su Phi ấy, mà mình thích ăn cái đậu này mức độ là mình mua hẳn một cân đậu đang nóng hổi ấy, mình mang cái chấm muối ớt ăn, ăn hết một cân luôn mọi người ạ. Nhưng mà mọi người nhá, mọi người ăn cơm với Hoàng nhá. Xin chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người một buổi trưa ăn cơm thật là ngon miệng nhé, mình xin phép xuống live đi.